Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 446. Trong đình nghỉ mát trước anh Cát, Lâm Phi Anh đang ngồi ở bên trong uống rượu. Anh thích anh. Ông ta không thích anh uống với người nhà cho lắm. Thỉnh thoảng ông ta muốn ngồi một mình hưởng thụ buổi tối ở đây. Sự yên tĩnh hiếm có đối với ông ta mà nói là một loại xa xỉ. Các chủ. Lúc này, một thành viên cốt cán của anh Cát bước chân đến trước đình, hơi khom lưng. Không phải tôi đã nói rồi sao, lúc tôi đang ăn thì đừng làm phiền tôi. Lâm Phi Anh thong thả uống rượu, vô cùng xin lỗi các chủ, nhưng chuyện hơi gấp. Liên quan đến thằng Lâm, thành viên cốt cán nhỏ giọng nói, ồ, Lâm Phi Anh nhíu mày, buông đi rượu xuống, nhìn người đó. Nói đi, chuyện thế nào? Không biết tưởng cho lắm. Các Tình Võ và thằng Lâm không đụng độ nhau sao? Đụng độ rồi, các Tình Võ buộc thằng Lâm phải cứu chữa trong cuộc phúc. Đồng thời tuyên bố nếu trưa mai không cứu được ông Cụ Phúc thì Lâm Minh phải chôn cùng ông Cụ Phúc. Thế không phải là rất thuận lợi sao? Với tính cách của thằng Lâm đe dọa cậu ta như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ ra tay. Trận chiến giữa Trác Tình Võ và thằng Lâm chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Thực lực của Thiên Kiêu hạng năm rất đáng kinh ngạc. Dù không giết được thằng Lâm nhưng làm cậu ta cạn kiệt sức lực cũng dư sức. Để lúc đó chúng ta đã ra tay giết cậu ta, thằng Lâm sẽ chết chắc. Lâm Phi Anh cười ha hả nói ra. Các chủ nói đúng, nhưng mà thằng Lâm biết là cho chúng ta đi gián, đồng thời nói cho người nhà Phúc biết trước mặt mọi người. Bây giờ tất cả mọi người, kể cả thượng tịch đều nghe thằng Lâm vạch trần. Thành viên quốc cán đó nói ra, thế sao? Lâm Phi Anh nhíu mày, nếu là vậy thì hơi phiền phức. Bây giờ nhà Phúc có thái độ thế nào? Vẫn chưa rõ, nhưng cháu của ông Cụ Phúc là Phúc Hà Huyền kiên trì là chúng ta phải cho một lời giải thích. Gia chủ nhà Phúc đến bây giờ vẫn chưa bày tỏ thái độ. Đây không phải là tin tức tốt. Với mặt Lâm Phi Anh rất bất tự nhiên. Đương nhiên đây không phải là tin tức tốt. Lâm Phi Anh xem chuyện ông làm đi. Một thằng Lâm còn không giải quyết được, lại rước thêm cho nhà họ Lâm một cái địch mạnh. Thiên Kiêu hạng năm không phải ai cũng thể đối phó được đâu. Một giọng nói hờ hững vang lên. Sau đó một nhóm người đi đến từ con đường nhỏ, dẫn đầu là Lâm Quân Luân. Các chủ tệ khác đến rồi sao? Ông đến để xem trò cười của tôi sao? Lâm Phi Anh thăm dò hỏi. Không đến mức đó, tôi chỉ được cấp trên yêu cầu qua đây thăm dò ý của các chủ anh các mà thôi. Là ý gì? Bây giờ Phúc Hà Huyền yêu cầu nhà Lâm chúng ta phải có một lời giải thích. Gia chủ nhà Phúc luôn muốn trói chặt Thiên Kiêu hạng năm và nhà Phúc hy vọng Phúc Hà Huyền có thể gả cho Thiên Kiêu hạng năm Trác Tình Võ. Nếu nhà Phúc lấy đó làm lý do xúi dục Phúc Hà Huyền gả cho Thiên Kiêu hạng năm để cô ta nhờ cậy sức mạnh của Thiên Kiêu trả thù, và chẳng phải sẽ giúp nhà Phúc được như mong muốn, khiến nhà Lâm chúng ta có thêm một kẻ địch hay sao? Thay vì chúng tôi biết, bây giờ nhà Phúc đang làm công tác tư tưởng cho Phúc Hà Huyền, yêu cầu cô ta chấp nhận sự theo đuổi của Trác Tình Võ. Bây giờ nhà Lâm mà có thêm một kẻ địch thì rất nguy hiểm. Cấp trên cử tôi đến hỏi các chủ anh các ông đã có kế sách gì ứng phó hay chưa? Lâm Quân Luân cười nói, không thể không nói kế hoạch của Lâm Phi Anh rất hoàn hảo. Lúc Lâm Quân Luân biết chuyện này cũng rất kinh ngạc, thầm nghĩ Lâm Phi Anh lòng dạ thâm sâu. Nhưng không ngờ thần Lâm vẫn cao hơn một bậc, nhìn thấu được âm mưu. Lâm Phi Anh im lặng một lúc rồi đã đi sang một bên gọi điện thoại. Khoảng 5-6 phút sau, ông ta quay trở về. Báo cáo với cấp trên là không cần lo lắng chuyện Trác Tình Võ, tôi sẽ xử lý. Các chủ anh các đúng là thần thông quảng đại, ngay cả Thiên Kiêu hạng năm cũng có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Xem ra nhà Lâm chúng ta ẩn giấu một vị chân long mà không biết. Lâm Quân Luân cười nói, các chủ tề các không cần châm chọc tôi. Tôi đó có thể xử lý là có thể xử lý, chỉ một Trác Tình Võ nhỏ nhỏ, tôi có thể lợi dụng cậu ta thì cũng có thể giải quyết gọn cậu ta. Nếu ông không tin thì cứ chờ mà xem. Lâm Phi Anh nói ra. Lâm Quân Luân nghiêm nghị không lên tiếng, phất tay rồi đi. Người đâu? Lâm Phi Anh gọi. Các chủ có gì cảnh báo ạ? Màu sắp xếp người sáng sớm mai kẻ tổ đến sân bay đón khách. Vâng. Người đó quay đầu chạy đi. Không lâu sau lại có một thành viên cốt cán chạy vào. Các chủ, trưởng sự gọi các chủ đến phòng khách tiếp đón khách quý. Thành viên cốt cán đó khẽ giọng nói ra. Người nhà Phúc đến rồi sao? Lâm Phi Anh ngạc nhiên hỏi. Người đến không phải là người nhà Phúc, vậy là ai chứ? Thành Lâm của Dương Hoa. Lâm Phi Anh bước nhanh đến tiền sảnh. Trong tiền sảnh đã có vài vị lãnh đạo cấp cao của nhà Lâm ngồi đó. Lâm Quân Luân cũng đến. Lâm trưởng sự đang ngồi uống trà trên cao, đôi mắt mờ đục nhìn đám người Thành Lâm đang đi vào phía bên dưới, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Lâm Phi Anh nhíu mày đi vào chào hỏi, vừa liếc nhìn đám người Thành Lâm đứng ở giữa sảnh, vừa ngồi vào vị trí của mình. Thành Lâm từ xa tới nhà Lâm chúng tôi không biết là vì chuyện gì. Lâm trưởng sự biết rõ vẫn hỏi. Tôi nghe nói thiên tài nhà Lâm nhiều như mây, cao thủ nhiều như mây, hơn nữa y thuật cũng siêu phàm trác tuyệt,
Hôm nay tôi đến đây là muốn so tài với các vị nhà họ Lâm, hy vọng các vị vui lòng chỉ giáo. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh không đề cập đến chuyện hãm hại và ám sát, bởi vì có nói ra thì nhà họ Lâm cũng không thừa nhận. Thay vì vậy, chỉ bằng tìm một lý do. Chỉ vậy thôi sao? Nếu vậy thì dễ nói. Nhưng thời đại Lâm Cộng cũng biết rồi đó. Gần đây nhà Lâm chúng tôi không được thái bình. Anh Tài trong gia tộc đều đã ra ngoài làm việc. E rằng trong gia tộc không ai có thể là đối thủ của thời đại Lâm. Cho nên trận so đấu này hãy để sau nói vậy thế nào? Lâm Tướng Sự mỉm cười nói. Lâm Minh nhíu mày, các vị lại đang coi thường tôi sao? Thời đại Lâm, chúng tôi tuyệt đối không có ý đó. Người thành công như cậu chúng tôi không phục còn không kịp nữa là. Thật sự là do nhà Lâm chúng tôi không còn ai nữa. Anh Tài đều ra ngoài. Nếu anh Tài không có ở đây, chi bằng Lâm Chứng Sự, ông ra mặt đối với tôi một trận thế nào? Lâm Minh đột nhiên bỡ lời. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lâm Chứng Sự cũng không khỏi sửng sốt, quái lại như Lâm Minh. Cậu muốn so tài với tôi sao? Không được sao? Lâm Chứng Sự im lặng. Với mặt của tất cả mọi người nhà Lâm đều cực kỳ khó coi. Lâm Chứng Sự là người có quyền lực cao nhất, chỉ sau hai vị gia chủ, gần như có thể nói là đại diện cho cả nhà Lâm. Đến lúc này ngay cả ông ta cũng từ chối, thì nhà Lâm thực sự không có mặt mũi nào gặp người khác. Đội ra ngoài sẽ mất hết danh dự, sợ là không thể đặt chân ở Yến Kinh nữa. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Nói anh Tài không có ở đây, vậy còn Lâm Chứng Sự thì sao? Người đang đứng ở trước mặt Lâm Minh, sao có thể nói dối được chứ? Chứng Sự cứ từ chối cậu ta, chúng ta không nói ra ngoài thì không ai biết chuyện này. Có người đến gần Lâm Chứng Sự, hạ thấp giọng nói. Không có bức tường nào là không lọt gió, chỉ cần từ chối thì cả Yến Kinh chắc chắn sẽ biết. Để lúc đó mọi người đều cho rằng nhà Lâm chúng ta sợ thần Lâm của Dương Hoa, cúi đầu xưng thần với cậu ta. Vậy làm sao nhà Lâm ngóc đầu lên nổi trước mặt người Yến Kinh chứ? Lâm Chứng Sự lại lùng nói ra. Chứng Sự có ý kiến gì? Tôi cũng đã nhiều năm không hoạt động gần cốt, ai cũng nói thần Lâm là thiên tài top 102 trên đời. Hôm nay tôi sẽ thử sức với vị thiên tài này. Nếu có cơ hội loại trừ cậu ta thì chẳng phải sẽ trừ được một mối tai họa cho nhà Lâm chúng ta hay sao? Nhưng Chứng Sự, thần Lâm đã giết chết không ít cao thủ. Tôn Dực Vương bị diệt chắc ông còn nhớ chứ? Tôi nghe nói cái chết ly kỳ của cốc chủ Hồng Nhân Cốc còn có bàn tay của thần Lâm nhúng vào. Ông đối với cậu ta chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Lâm Chứng Sự im lặng giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sao nào? Người nhà Lâm sợ rồi sao? Nếu vậy thì tôi tạm biệt. Nhưng e là từ nay về sau ở Yến Kinh không còn ai xem trọng nhà Lâm các người nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói, xoay người định rời đi. Chờ đã. Lâm Chứng Sự hô lên. Lâm Minh quay đầu lại. Lâm Chứng Sự suy nghĩ chốc lát, hai giọng nói. Thời đại Lâm, nếu cậu đã nói như vậy thì được, tôi đồng ý với cậu. Nhưng tôi có một đề nghị. Đề nghị gì? Lâm Minh hỏi. Nếu đã muốn đánh thì thêm một chút gì đó đặc sắc đi. Thế này, tôi soạn ra một bản khế ước sinh tử. Chúng ta mời hội trưởng Quý Hội Võ Thuật ở Yến Kinh làm chứng, tiến hành một trận quyết đấu sinh tử. Thời đại Lâm, cậu thấy thế nào? Lâm Chứng Sự cười nhạt ra. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc. Chứng Sự, mọi người sốt ruột gọi. Lâm Chứng Sự giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh. Lâm Minh không biểu lộ cảm xúc, nhìn ông ta. Khi nào bắt đầu? Hôm nay trời đã tối, về hàng sáng ngày mai thế nào? Sáng mai trên đỉnh Yên Long tôi đợi cậu. Thành Lâm. Được. Lâm Minh gật đầu quay người định đi, nhưng dường như nghĩ tới gì đó anh lại dừng bước, nghiêng đầu nói. Lâm Chứng Sự, lúc trước tôi nghe người ta nói ông từng tìm người bói một quẻ cho ông, quẻ nói ông tung hoành cả đời cuối cùng là chết trong tay người của mình. Ông có tin vào quẻ bói đó không? Đó là chuyện 20 năm trước, không ngờ chuyện nhàm chán như vậy mà thầy Lâm cũng biết. Xem ra thầy Lâm rất quan tâm đến mọi chuyện của nhà Lâm. Lâm Chứng Sự cười hiếp mắt nói ra. Thế là ông không tin sao? Lời nói có thật sĩ giang hồ, sao phải tin chứ? Thế nào? Thầy Lâm tin sao? Đúng. Nói vậy chẳng phải ngày mai cậu còn không có lòng tin vào bản thân mình sao? Thầy Lâm, nếu cậu sợ thì bây giờ rút lại lời nói cũng còn kịp đó. Lâm Chứng Sự nói ra. Ông ta vừa nói như vậy, không ít người bật cười ha hả. Lâm Minh không nói gì mà quay đầu rời đi. Lâm Chứng Sự mỉm cười nhìn theo, nhưng không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác trống trải, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhà họ Lâm lập tức liên hệ với Giang Nam Tùng, hội trưởng mới của hiệp hội võ thuật ngay trong đêm. Ngô Khai Sầu, hội trưởng trước đó mà Lâm Minh quen biết đã bị giáng chức xuống phó hội trưởng, không biết là ông ta đã gây ra chuyện gì. Thời gian đơn được gửi tới phòng làm việc của Giang Nam Tùng chưa tới một tiếng, cả Yến Kinh liền sốt sùng sục. Thời Lâm của Giang Thành cùng với Chứng Sự Lâm cấp của nhà họ Lâm tiến hành cuộc chiến sinh tử sao? Chuyện gì vậy chứ? Thời Lâm và nhà họ Lâm có thù oán gì sao? Tại sao lại sống chết không đội trời chung như thế chứ? Lúc trước chưa từng nghe nói, phải biết cuộc chiến diễn ra ở đâu không? Biết sáng ngày mai ở đỉnh núi Yến Long, vậy thì không thể bỏ lỡ rồi. Đúng vậy,
võ công của Thịnh Lâm nghe nói là xuất quỷ nhập thần, vô địch thiên hạ, hầu như không có mấy y võ có thể vượt qua được cậu ta. Lần này không biết Thịnh Lâm có thể thể hiện chiêu thức gì. Thịnh Lâm là cái gì chứ? Chắc là anh chưa từng nghe nói về vị Lâm Cốc này của nhà Lâm đúng không? Tôi biết vì đó hầu như ít khi lộ mặt trước đám đông, sao thế? Cũng lợi hại lắm sao? Xem ra anh thật sự không biết về chiến tích huy hoàng của Lâm Cốc rồi. Tôi nói cho anh nghe, Thịnh Lâm còn chưa ra đời thì Lâm Cốc đã nổi tiếng khắp nơi rồi. Ông ta có thực lực tu việt, khi đó còn có rất nhiều lời khen ngợi có cánh dành cho ông ta. Cái gì? Lâm Cốc lợi hại như vậy sao? Chứ sao nữa, vừa rồi anh nói Thịnh Lâm y võ vô song đúng không? Tôi nói cho anh biết, Lâm Cốc cũng giỏi y võ. Lâm Cốc lúc trước cũng được phong là vô địch thiên hạ. Chỉ có điều sau khi trở thành trưởng sự nhà Lâm thì ông ta ít lộ mặt mà thôi. Có biết bây giờ thực lực ông ta đã đạt tới mức độ nào rồi? Thời Lâm đấu nhau với Lâm Cốc thì tôi thấy cậu ta sẽ chẳng khác gì đèn dầu sắp cạn hết. Vậy buổi đấu ngày mai chẳng phải là không còn chút thú vị gì sao? Xem thời Lâm đỡ được mấy chiêu vậy. Cả giới võ đạo Yên Kinh sôi lên sùng sục. Nhận được tin này, không ít người vội vàng tới Yên Kinh ngay trong đêm vì muốn tận mắt chứng kiến trận chiến. Mới có vài tiếng đồng hồ mà vô số cao thủ đã tập trung ở đây, vô cùng náo nhiệt. Sớm đã có người đợi ở trên đỉnh núi Yến Long. Lâm Minh quay về khách sạn định nghỉ ngơi một tối, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Anh vừa tắm xong định nhìn dò chiếm nhất đao vài chuyện rồi đi ngủ sớm. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lâm Minh khẽ giật mình chạy ra mở cửa thì đập ngay vào mắt anh là tiếng chỉ trích và chửi rủa. Cậu chán sống rồi à? Chạy tới Yên Kinh làm càng sao? Còn tìm cả Lâm Cốc sao? Cậu có biết Lâm Cốc là ai không? Cậu sống lâu quá rồi nên thấy nhàm chán sao? Lâm Minh đơ người, lúc bừng tỉnh lại thì mới hiện ra người đang chửi mình là Trịnh Nam Thiên. Trịnh đã thống lĩnh, sao ông lại tới đây? Lâm Minh bất ngờ. Xảy ra chuyện như thế này, tôi đã ở nhà được chắc. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Trịnh Nam Thiên vừa tức vừa cuốn cả lên. Lâm Minh mỉm cười. Trịnh đã thống lĩnh đang lo lắng tôi không thắng được Lâm Cốc sao? Yên tâm đi, tôi đã tới Yên Kinh thì đương nhiên là có sự chuẩn bị. Cuộc chiến ngày mai tôi tự tin có thể thắng được Lâm Cốc. Cậu còn chưa hiểu ý của tôi sao? Ý của ông là gì? Hay à, tôi đành nói cho cậu biết vậy. Dù thực lực của cậu có hơn Lâm Cốc thì cậu cũng không thể nào thắng được ông ta. Tại sao chứ? Lâm Minh tò mò hỏi. Trịnh Nam Thiên im lặng một lúc rồi mới thở dài. Lâm Minh, cậu có biết cậu bị nhà họ Lâm gài bẫy hay không? Gài bẫy là sao cơ? Mặc dù cậu cũng họ Lâm nhưng không phải người nhà Lâm. Vì vậy cậu không hiểu về Lâm Cốc. Nhà Lâm là một thế gia y võ, chắc là cậu biết, đúng không? Đương nhiên, mặc dù nhà Lâm rất ít thể hiện thực lực của họ về phương diện y võ, nhưng ai còn biết ý thuật của họ thâm sâu khó lường, huyền diệu, tinh việt. Những người nhà Lâm phần lớn đều là y võ cả. Vậy cậu có biết nhà Lâm có không ít đại y với y thuật cao siêu không? Có người nói, sao thế? Lâm Cốc chính là một trong những đại y đó. Có thể làm được chứng sự thì đương nhiên phải giỏi về lĩnh vực nào đó. Lâm Minh gật đầu. Thật ra, nếu chỉ giỏi y thuật thì cũng không có gì. Nhưng vấn đề là Lâm Cốc từng cứu một nhân vật có tiếng tăm. Trịnh Đăng Thiên nói giọng khàn khàn. Nếu cậu mà giết chết Lâm Cốc thì chắc chắn là đắc tội với nhân vật đó. Và một khi người đó ra mặt thì e rằng ngay cả tôi cũng không thể giúp cậu sống sót rồi hay Yến Kinh được. Nhất là Lâm Minh cau mày, chỉ biết đau thừ dọc. Khẩu khí lớn gấm nhỉ. Tôi không tin có ai làm gì được cậu Lâm. Cậu làm yên tâm, cho dù có là thần tiên tới đây thì nhất đao cũng sẽ bảo vệ cậu. Người này là Chiêm Bích Đao, cũng là một thuật gia võ đạo giỏi dùng đao, là mình giới thiệu. Trịnh Đăng Thiên nhìn ông ta một lượt mới phát hiện ra người này còn đang chống gậy, cơ thể thì gầy gò mà tuổi thì đã cao. Một ông già sắp chết thế này mà có thể dùng đao sao? Sợ đang chém nhầm lại chém trúng người mình cũng nên. Nhắc con, bất luận thế nào thì cậu cũng phải hủy cuộc chiến ngày mai. Trịnh Đăng Thiên kiên quyết nói. Tôi đã nhận lời rồi, sao thể hủy được chứ? Quân hồ nhà Lâm đã gửi đơn lên cho hội trưởng hiệp hội võ thuật rồi, thông tin cũng đã được truyền đi. Bây giờ mà hủy thì khác gì là mất hết thể diện. Lâm Minh hỏi ngược lại. Mà người quan trọng hay là thể diện đây? Về bên hiệp hội võ thuật thì cậu không cần phải lo, tôi cũng có qua lại với hội trưởng mới, tôi sẽ nói chuyện với ông ta để ông ta hủy cuộc đấu, cậu biết chưa? Nói xong, Trịnh Đăng Thiên lập tức lấy điện thoại ra và chuẩn bị gọi. Lâm Minh ngăn lại. Trịnh đại thống lĩnh, tôi thấy không cần đâu. Cậu thực là cái tính của cậu nên sửa đi. Làm gì cũng cứng đầu, mà người có một và thôi. Trịnh Đăng Thiên cuốn bà lên vô khuyên can. Ông ta đã nói rõ, được mất rồi. Thế mà Lâm Minh vẫn kiên quyết, rõ ràng là chán sống mà. Thắng cũng chết, mà thua cũng chết, thì còn đánh cái gì chứ? Lâm Minh chỉ lắc đầu, anh không giải thích. Có những cuộc chiến không tham gia không được. Lâm Minh mà không chiến, thì nhà Lâm sẽ càng tắc oai tắc quái. Muốn hồn lần này anh tới báo thù, sao thể tỏ ra sợ hãi được chứ? Cậu thực sự khiến tôi tức chết đi được. Trịnh Đăng Thiên phát run, chỉ tay về phía anh, sau đó hầm hầm rời khỏi khách sạn.
Để thông định, cứ đi từ từ nhé. Lâm Mông gọi theo. Cánh cửa từ từ đóng lại. Jim McDowell liếc nhìn Trịnh Thanh Liêm rời đi. Ông ta không nói gì. Ông ấy tốt tính, chỉ có điều quá cẩn thận. Cũng không trách ông ấy được, bị chịu thiệt nhiều quá rồi mà. Lâm Mông mỉm cười, lẩm bẩm như tự nói với chính mình, vừa tự rót cho mình một ly nước. Thế nhưng khi nước còn chưa được rót đầy thì anh đột nhiên cau mày, nhìn về một góc tường. Một bóng hình xuất hiện ở đó từ khi nào không biết, không phải ai khác chính là Trác Thành Võ, thiên kiêu thứ năm. Sao anh lại tới đây rồi? Lâm Mông ngồi xuống để đặt bốn trà. Nhìn bộ dạng của anh không giống như sẽ chữa trị trong cụ nhà Phúc nhỉ. Nếu không thì anh đã không tham gia cuộc chiến sinh tử với Lâm Cốc. Sao thế? Tên họ Lâm kia, anh không định sống được sao? Trác Thành Võ nói bằng vẻ vô cảm. Có vẻ mọi người đều không có lòng tin với tôi nhỉ. Thật sự cho rằng tôi không thể thắng nổi Lâm Cốc sao? Không phải cho rằng, mà là dù anh có thắng thì cũng chết. Tôi thấy Lâm Cốc đủ sức để xử lý anh. Thật ra anh đã là một người đã chết rồi. Trác Thành Võ hừ giọng. Có điều hôm nay tôi tới đây không phải để nói với anh điều đó. Thời đại Lâm, tôi nói cho anh biết, rốt cuộc anh có chữa hay không. Nếu như anh không chữa thì tính toán món nợ này với tôi để tránh sau này anh chết rồi thì tôi không tính được. Anh tới tìm tôi là sợ ngày mai không đòi được nợ sao? Chẳng lẽ lại là vì chuyện khác sao? Thôi được, anh đã nóng lòng như vậy thì tôi cũng cho anh cơ hội. Lâm Minh đặt chén trà xuống, nói với Trác Thành Võ. Anh có thể ra tay được rồi. Ở đây sao? Hắn châu mày. Khỏi ra ngoài đi, phiền phức lắm. Hôm nay tôi phải nghỉ sớm để ngày mai còn đối phó với Lâm Cấp. Ngông cuồng, anh đã khinh thường tôi như vậy thì tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Hắn tức giận không nói nhiều, chỉ ra tay ngay lập tức. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, là có tiếng gõ cửa vang lên. Bọn họ giật mình, là mình đứng dậy mở cửa thì thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện. Chào thầy, người đứng bên ngoài vui mừng cúi mình hành lễ. Ồ, là anh sao? Sao lại tới đây rồi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, học trò có thể không tới hay sao? Học trò tới giúp thầy một tay. Có lòng đấy, có điều tạm thời không có việc gì cho anh làm cả. Và trong uống chén trà đi, tôi phải xử lý chút chuyện. Lâm Minh vừa nói vừa quay người đi vào. Trác Đình Võ tỏ vẻ nghi ngờ. Học trò, thầy Lâm sao? Có thể là ai được chứ? Hắn nhìn ra cửa, khi nhìn thấy mặt của người này, hắn phải sững sờ. Băng Thượng Quân, Trác Thành Võ sao? Sao anh lại ở đây? Băng Thượng Quân cũng ngạc nhiên. Ồ, hai người quen nhau sao? Lâm Minh hỏi. Sao mà không quen chứ? Tôi xếp thứ 9 trong bảng thiên kiêu, anh ta thứ 5 nên đương nhiên là cũng có quen biết. Băng Thượng Quân nói ra. Vậy sao? Lâm Minh gật đầu. Thật không ngờ đường đường là thiên kiêu thứ 9 mà lại bái Thần Lâm làm thầy, trở thành con chó cho anh ta, nực cười. Trác Thành Võ lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường Băng Thượng Quân. Anh... Băng Thượng Quân tức giận, nhưng có Lâm Minh ở đây nên không dám phát tiết. Anh ta chỉ hừ giọng. Trác Thành Võ, thầy ở đây nên tôi không so đo với anh. Có điều tôi cảnh cáo anh, bớt lại đi. Để ý lời anh tiếng nói đó, nếu không lát nữa mà xui xẻo thì đừng trách tôi không nhắc trước. Băng Thượng Quân, đây là Yến Kinh, tôi không cảm thấy là anh có thể làm gì được tôi. Trác Thành Võ vẫn khinh khỉnh, to gan. Băng Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao cùng quát lớn. Lâm Minh ra hiệu cho bọn họ im lặng. Chiêm Nhất Đao ngứa mắt lắm rồi, ông ta nghiến răng bước tới. Cậu Lâm, người này quá láo, không thể để như vậy được. Hay là để tôi dạy dỗ cho cậu ta một bài học để tránh cậu ta không biết mình là ai. Không cần đâu, anh ta đến vì tôi mà. Cậu Lâm, với thân phận của cậu, sao phải động tay chứ? Tôi có thể giải quyết cậu ta chỉ bằng vài đường. Chiêm Nhất Đao kiên quyết, đừng thấy ông ta tuổi cao mà lầm. Ông ta đương nhiên là ghét lại người như Trác Thành Võ rồi. Trác Thành Võ nghe thấy vậy thì cũng tức giận. Ông già kia, ông có biết tôi là ai hay không mà dám anh nói như thế? Nếu không phải vì thấy ông tuổi cao thì tôi đã đập ông rồi đấy. Nếu đã vậy thì không ngại gì mà không đấu với tôi vài chiêu. Đồ già chết thảm này, được, hôm nay tôi sẽ cùng xử lý các người. Trác Thành Võ hừ giọng. Chuyện đến đâu, có lẽ nhìn Lâm Minh, anh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Thôi vậy, ông chơi với anh ta một chút đi. Chuyện đến đâu bước tới, nhấp con để xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Ông chán sống thật rồi. Trác Thành Võ cũng không nhiều lời, chỉ phóng chân khí ra ngoài rồi lao về phía Chiêm Nhất Đao. Thế nhưng Chiêm Nhất Đao vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi luồng chân khí đó. Hả? Trác Thành Võ cau mày. Sao? Có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Chiêm Nhất Đao tỏ vẻ khinh thường. Mặc dù Trác Thành Võ kiêu ngạo nhưng cũng phải là kẻ ngốc. Nhìn thấy cảnh này lập tức hiểu ra ông lão này tuy xấu xí nhưng không phải là người bình thường.
thú vị đó. Hắn hừ một tiếng rồi lao qua. Mặc dù không gian phòng nhỏ hẹp nhưng cũng không cản trở hắn ra tay. Huống chi đối với ông lão này thì cần chiêu thức mạnh mẽ gì chứ. Hắn điểm nhẹ đầu ngón tay như mũi kiếm nhắm vào giữa lông mày Chiêm Nhất Đao. Đầu ngón tay sắc bén như thể xuyên thủng hư không. Băng Thực Quân thở gấp vẻ mặt nghiêm trọng. Anh ta thử nhìn ra được ngón tay này không phải bình thường. Nó có sức mạnh ngàn cân đủ để xuyên qua sắt thép. Ngay cả tôi cũng không tiếp nổi đòn này. Không hổ danh là thiên kiêu thứ năm. Thiên kiêu thứ năm và thứ sáu quả nhiên là một ranh giới. Băng Thực Quân hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng trở nên lo lắng. Ông lão gầy gò kia có thể chặt ngón tay để hay không? Nhưng có thầy ở đây, cho dù bị thương nặng thì chắc cũng không sao chứ nhỉ? Băng Thực Quân nghĩ vậy, nhưng cố học vẫn nghẹn lại, chờ đợi kết quả. Cuối cùng, ngón tay tiến đến gần ngực Chiêm Nhất Đao. Ngón tay này dường như đâm vào ngực ông ta, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào cơ thể Chiêm Nhất Đao, một cái bóng lướt qua. Thoạt nhìn đó là những ngón tay nhăn nhó của Chiêm Nhất Đao. Ông ta nắm lấy ngón tay Trác Tình Võ rồi bẫy mặt. Prát! Tiếng xương gãy vang lên. Sắc mặt Trác Tình Võ trắng bệch, cơn đau dữ dội khiến hắn rên lên. Chiêm Nhất Đao đá một cước vào bụng hắn. Trác Tình Võ vội vàng đưa tay lên chống cự, nhưng khi chạm vào cú đá kia, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh từ lòng bàn chân truyền đến, hung hăng quất thẳng vào người hắn. Âm! Trác Tình Võ bay lộn ngược, đập vỡ cái bàn thủy tinh, ngã xuống đất với vẻ vô cùng nhếch nhác chật vật. Cái gì? Băng Thực Quân chết lặng. Anh ta có thể đoán ra được ông lão xấu xí này lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Người kia là Trác Tình Võ đó, là thiên kiêu thứ năm vô cùng nổi tiếng. Tại sao lại không chịu nổi một đòn của ông lão này chứ? Băng Thực Quân vô cùng kinh ngạc. Trác Tình Võ cũng như vậy. Hắn cố nén cơn đau, vội vàng đứng lên, nghiến răng trừng mắt với ông lão. Rốt cục ông là ai? Nhảy răng, cậu không có tư cách hỏi tên tôi. Tôi thấy thủ đoạn vừa rồi của cậu rất giống người kia. Cậu là đệ tử của người kia đúng không? Chiêm Nhất Đao hỏi ra. Ông quen sư phụ tôi sao? Trác Tình Võ bất ngờ. Quen, đương nhiên là quen. Nhảy răng, tôi khuyên cậu mau cút đi. Cậu không có tư cách nói chuyện với tôi. Báo sư phụ cậu ra đây nói chuyện. Còn chuyện khiêu chiến với cậu Lâm của chúng tôi, đừng nói là cậu, mà ngay cả sư phụ của cậu cũng không đủ tư cách. Chiêm Nhất Đao hừ một tiếng. Ông dám sỉ nhục sư phụ tôi hả? Tôi giết ông. Trác Tình Võ nổi giận, gầm lớn rồi lao về phía trước. Một luồng khí tức từ trong cơ thể phóng ra, cả nhà mắt đã nghiền nát mọi thứ trong phòng. Một luồng khí tức áp xuống khiến cả cửa sổ cũng bị vỡ vụn. Băng Thực Quân cảm thấy vô cùng áp lực. Trong bầu không khí này, anh ta cảm thấy không thể thở nổi nữa. Đây là sức mạnh của Trác Tình Võ sao? Thực mạnh mẽ. Mẹ kiếp, quy lực như vậy thì chống đỡ kia gì đây? Băng Thực Quân kinh ngạc, vội nhìn về phía Trác Tình Võ. Chỉ thấy hắn dang rộng hai chân lao về phía Chiêm Nhất Đao như một con sư tử giận dữ. Khí thế mạnh mẽ như núi Thái Sơn, vô cùng đáng sợ. Ngay cả tường và mặt đất trong phòng khách sạn cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng lúc Trác Tình Võ chuẩn bị đến gần Chiêm Nhất Đao, bàn tay nhanh nhúng của Chiêm Nhất Đao lại vươn ra, vẽ thành một tà ảnh trong không trung, tóm lấy cổ Trác Tình Võ. Nhanh quá! Băng Thực Quân lạc giọng. Nhưng Trác Tình Võ dường như đã có sự phòng bị, đột nhiên chuyển thế tấn công, hai chưởng hóa thành đao chém thẳng vào cánh tay Chiêm Nhất Đao, định chém đứt tay ông ta. Trác Tình Võ không biết ông lão xấu xí đứng trước mặt là người thế nào, dùng thủ đao trước mặt ông lão này chẳng phải là múa rìu qua bắt thợ hay sao? Chỉ thấy bàn đao đang công kích của ông lão bỗng biến thành thủ đao đâm thẳng vào thủ đao của Trác Tình Võ. Dám đối đầu với tôi hả? Hờ, và tôi sẽ nghiền nát cậu. Trác Tình Võ vô cùng tức giận, dồn hết sức lực lên thủ đao. Trong nháy mắt, thủ đao của Trác Tình Võ được bao phủ bởi một tầng khí trắng nhàn nhạt trông vô cùng thần bí. Còn tay của Chiêm Nhất Đao cũng không có gì khác biệt, cũng không có chút sát thương nào. Kết quả của trận đấu này đã được định, nhưng một giây tiếp theo, rác, một âm thanh kỳ quái phát ra, sau đó vài ngón tay đẫm máu bay văng lên không trung. A! À! Trác Tình Võ gào lên thảm thiết. Nhìn lại, 10 ngón tay của hắn đã bị chặt đứt. Băng Thực Quân sững sờ. Trác Tình Võ không phải đối thủ của ông lão này, 10 ngón tay bị chặt đứt rồi sao? Ông lão này rốt cuộc là ai chứ? Băng Thực Quân đờ đẫn lẩm bẩm. Chiêm Nhất Đao tóm lấy cổ Trác Tình Võ, bàn tay mảnh khảnh nâng bổng người đông cao lớn 1m8 lên cao, quay đầu nói: "Cậu Lâm, người này nên xử lý thế nào? Có cần giết luôn ngay bây giờ hay không để tránh những rắc rối về sau này?" Lúc này Trác Tình Võ không còn sự kiêu ngạo của thiên kiêu thứ năm nữa, mà cả người run rẩy, hai mắt trợn tròn nhìn Lâm Minh. Các người tốt
tốt nhất đừng đừng giết tôi, nếu không các người sẽ gặp vô số phiền phức, tôi thề đó. Trác Thành Võ cố giữ bình tĩnh hét toáng lên, nhưng lời này của hắn chẳng có tác dụng gì. Nếu chúng tôi sợ cậu thì còn dám đụng vào cậu sao? Hôm nay cứ đợi chết đi, cho dù không chết thì hôm nay cậu cũng tàn phế. Chỉ biết đau hơn một tiếng. Đừng 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 mà, tôi không thể tàn phế được, không thể.